nay hay, bao nhiêu tâm tư chẳng thể nào giải bày, bao nhiêu cố gắng chẳng thể nào xóa nổi được kiếp FA. Nhiều khi tôi ngắm tôi trong gương, khuôn mặt cũng có chút dễ thương, tính cách đâu đến nỗi dị thường, nhìn cũng dễ thương mà. Âm mưu tôi lên hỏi tận trung lương, xong chúa xong thì quay về hỏi xa phường, cuối cùng vẫn là forever alone. Ông trời ơi vì sao thế, chẳng là người như con lại ế. Tôi xong tôi vẫn cứ đi về một mình đơn côi.